Kinh Asalayana. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, khoảng 500 bà la môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. Những vị bà la môn ấy suy nghĩ: Samun Gautama này chủ trương muốn giai cấp được thanh tịnh. Ai có thể cùng với Samun Gautama thảo luận vấn đề này? Lúc bấy giờ, thanh niên Asalayana trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 tuổi, tinh thông ba tập Veda, với tự dựng lễ nghi, ngữ nguyên, và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Rồi các bà la môn ấy suy nghĩ, thanh niên Asalayana này trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 tuổi, tinh thông ba tập Veda, với tự dựng lễ nghi, ngữ nguyên, và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Vị ấy có thể thảo luận với Samun Gautama về vấn đề này. Rồi những bà la môn ấy đi đến thanh niên Asalayana. Sau khi đến, nói với thanh niên Asalayana: Tôn giả Asalayana, Samun Gautama chủ trương vốn giai cấp được thanh tịnh. Tôn giả Asalayana hãy đến thảo luận với Samun Gautama về vấn đề này. Khi nghe nói vậy, thanh niên Asalayana nói với các bà la môn ấy: Samun Gautama là vị nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Samun Gautama về vấn đề này. Lần thứ hai, các bà la môn nói với thanh niên Asalayana: Tôn giả Asalayana, Samun Gautama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana hãy đến thảo luận với Samun Gautama về vấn đề này. Tôn giả Asalayana đã sống đời sống của vị du hành khất sĩ. Lần thứ hai, thanh niên Asalayana nói với các vị bà la môn ấy: Samun Gautama là bậc nói đúng pháp, và những người nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Samun Gautama về vấn đề này. Lần thứ ba, những vị bà la môn ấy nói với thanh niên Asalayana: Tôn giả Asalayana, Samun Gautama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana hãy đến thảo luận với Samun Gautama về vấn đề này. Tôn giả Asalayana đã sống đời sống của vị du hành khất sĩ. Tôn giả Asalayana chớ có bị chiến bại trong một cuộc chiến bại không có binh khí chống cự. Khi nghe nói vậy, thanh niên Asalayana nói với các vị bà la môn ấy: Thật sự tôi không chấp nhận được lời yêu cầu chư tôn giả. Tôn giả Gautama là bậc nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Samun Gautama về vấn đề này. Tuy vậy tôi cũng sẽ đi như lời chư tôn giả yêu cầu. Rồi thanh niên Asalayana cùng với đại chúng bà la môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Asalayana bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gautama, các vị bà la môn nói như sau: chỉ có bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có bà la môn là màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen. Chỉ có bà la môn là thanh tịnh, các giai cấp phi bà la môn không được như vậy. Chỉ có bà la môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ở đây tôn giả Gautama nói thế nào? Nhưng này Asalayana, các nữ bà la môn, vợ các bà la môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Do vậy, các vị bà la môn ấy sanh ra từ nữ căn lại nói: bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có bà la môn là màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen. Chỉ có bà la môn là thanh tịnh, các giai cấp phi bà la môn không được như vậy. Chỉ có bà la môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu tôn giả Gautama có nói như vậy, nhưng các vị bà la môn vẫn tự nghĩ rằng chỉ có bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe chăng, tại các biên địa quốc độ khác như Yona và Tamuja chỉ có hai giai cấp,
chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành đầy tớ, sau khi làm đầy tớ lại trở thành chủ nhân. Thưa dân, con có nghe, trong các quốc độ biên địa như Yona, Campuchia chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành đầy tớ, sau khi làm đầy tớ lại trở thành chủ nhân. Ở đây, này Asalayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của các bà la môn mà ở đây các vị bà la môn lại nói chỉ có giai cấp bà la môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các vị bà la môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có giai cấp bà la môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có người Khatiya sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bà La Môn không phải như vậy. Và chỉ có người Vesa và người Suda sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các bà la môn không phải như vậy. Không phải như vậy, tôn giả Gotama. Người Khatiya cũng vậy. Tôn giả Gotama, nếu sát sanh lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung cũng bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bà La Môn cũng vậy. Tôn giả Gotama, Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama. Suda cũng vậy, tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama. Nếu sát sanh lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này Asalayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của bà la môn mà các bà la môn lại nói chỉ có giai cấp bà la môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu tôn giả Sa Môn có nói như vậy, nhưng ở đây các bà la môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có bà la môn từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, Khatiya không được vậy, Vesa không được vậy, Suda không được vậy. Không phải vậy, tôn giả Gotama. Khatiya cũng vậy, tôn giả Gotama. Nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung cũng được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Bà La Môn cũng vậy, tôn giả Gotama. Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama. Suda cũng vậy, tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama, nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung đều được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ở đây, này Asalayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của bà La Môn mà các bà La Môn lại nói chỉ có bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các bà La Môn vẫn nghĩ rằng chỉ có bà La Môn là giai cấp tối thượng,
giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Katiya không thể được, Vesa không thể được, Tuda không thể được. Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Katiya, Tôn giả Gotama cũng có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Bà La Môn cũng vậy, Tôn giả Gotama. Vesa cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tuda cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama đều có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Ở đây, này Asarayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của Bà La Môn mà ở đây các Bà La Môn lại nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể sau khi cầm cạo lưng và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Katiya không thể được, Vesa không thể được, Tuda không thể được. Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, Katiya cũng có thể sau khi cầm cạo lưng và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Bà La Môn cũng vậy, Tôn giả Gotama. Vesa cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tuda cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama đều có thể sau khi cầm cào lưng và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Ở đây, này Asarayana, do sức mạnh gì, tác tính gì của các Bà La Môn mà ở đây các Bà La Môn lại nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây nếu có vua Katiya đã làm lễ quán đảnh cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: Quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Katiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến phần trên của đồ quay lửa bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên đàn, hay cây sen, quay cho lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình chiên đà la, hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng hổ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lam, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhân lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Katiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây thiên đàn, hay cây sen? Chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhân lên và sức sống được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra. Tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình Katiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên đàn, hay cây sen, lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng. Ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Và ngọn lửa được nhen lên, và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện,
thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình nằm xe cộ, thuộc gia đình nổ phân. Sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan. Lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Thưa tôn giả Gotama, tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng. Tất cả loại lửa đều có thể được dùng vào các công việc do lửa đem lại. Ở đây, này Asarayana, do sức mạnh gì, do pháp tính gì của các bà la môn mà các bà la môn ở đây lại nói chỉ có bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có bà la môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có bà la môn là thanh tịnh, các giai cấp phi bà la môn không phải như vậy. Chỉ có bà la môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các bà la môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam tử Khatiya cưới một nữ nhân bà la môn làm vợ. Do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khatiya và nữ nhân bà la môn. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó. Nó được gọi là Khatiya hay được gọi là bà la môn. Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khatiya và nữ nhân bà la môn. Nó giống mẹ nó và cũng giống cha nó, được gọi là Khatiya và cũng được gọi là bà la môn. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam tử bà la môn cưới một nữ nhân Khatiya, và do hôn phối này họ sanh được đứa con trai. Người con trai ấy được sanh từ nam tử bà la môn và nữ nhân Khatiya. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó. Nó được gọi là Khatiya hay cũng được gọi là bà la môn. Thưa tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ nam tử bà la môn và nữ nhân Khatiya, nó giống mẹ nó và giống cha nó, và nó được gọi là Khatiya và cũng được gọi là bà la môn. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có con ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng sanh được con la. Con la ấy sanh ra từ con ngựa cái và con lừa. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó. Nó được gọi là ngựa hay nó được gọi là lừa. Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là con la. Đó là sự sai khác, thưa tôn giả Gotama, mà tôi thấy ở đây. Nhưng ở chỗ khác, đối với sự vật khác, tôi không thấy sai việc gì. Này Asarayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có hai anh em thanh niên đồng mẹ khác cha. Một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, một người không đọc tụng không hiểu thánh điển. Ở đây, giữa hai vị này, các bà la môn sẽ cúng dường ai trước các vật cúng cho người chết? Các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Ở đây, giữa hai vị này, các bà la môn sẽ cúng dường ai trước các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng thông hiểu thánh điển, các bà la môn sẽ cúng dường người ấy trước các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Bởi vì thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, làm sao có quả lớn được? Này Asarayana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên bà la môn đồng mẹ khác cha. Một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, theo ác giới, hành ác pháp. Một người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, trì giới, hành thiện pháp. Ở đây, các người bà la môn cúng dường cho ai trước? Các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì giới, hành thiện pháp? Ở đây, các bà la môn cúng dường cho người ấy trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh hay các đồ ăn đãi khách. Bởi vì, thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác giới, hành ác pháp,
làm sao có quả lớn được. Này Asalayana, trước hết ông đi về sanh chủng, bỏ sanh chủng ông đi về thánh điển, bỏ thánh điển ông đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà ta đã chủ trương. Nghe nói vậy, thanh niên Asalayana ngồi im lặng, ủ rũ co vai cúi đầu, sững sờ mở miệng không ra lời. Rồi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên Asalayana im lặng ủ rũ co vai cúi đầu sững sờ mở miệng không ra lời, liền nói với thanh niên Asalayana: thời xưa này Asalayana, trong khi bảy ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ẩn sĩ Asita Devala được nghe, trong khi bảy ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ẩn sĩ Asita Devala sau khi sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép với nhiều lớp đường viền kiên cố, cầm một cây gậy bằng vàng, liền hiện ra trong hành lang am thất của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn. Rồi này Asalayana, ẩn sĩ Asita Devala đi qua đi lại trong hành lang am thất của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn và nói: Này những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Này những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: Kẻ kia là ai đang đi qua lại trong hành lang am thất bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn như một con bò đi vòng tròn? Lại nói như sau: Này những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Này những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Chúng ta hãy dùng chú thuật trù ếm ông ta. Rồi này Asalayana, bảy ẩn sĩ Bà La Môn dùng chú thuật trù ếm ẩn sĩ Asata Devala: Hãy trở thành cho tàn hạ liệt. Nhưng này Asalayana, bảy ẩn sĩ càng dùng chú thuật trù yếm, ẩn sĩ Asita Devala càng trở thành đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: Thật trống rỗng thay khổ hạnh của chúng ta, phạm hạnh của chúng ta không có hiệu quả. Trước kia khi chúng ta dùng chú thuật trù yếm người nào, hãy trở thành tro tàn hạ liệt, người ấy trở thành tro tàn ngay. Nhưng này chúng ta cần dùng chú thuật trù yếm người này, người này lại càng trở nên đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Khổ hạnh chư tôn giả không phải trống rỗng, phạm hạnh quý vị không phải không hiệu quả. Chư tôn giả hãy từ bỏ tâm oán hận đối với ta. Có tâm oán hận nào đối với tôn giả chúng tôi sẽ bỏ. Tôn giả là ai? Chư tôn giả có nghe nói đến ẩn sĩ Asita Devala không? Thưa có nghe tôn giả. Chư tôn giả, vị ấy là ta. Rồi này Asalayana, bảy ẩn sĩ Bà La Môn đến đảnh lễ ẩn sĩ Asita Devala. Rồi ẩn sĩ Asita Devala nói với bảy ẩn sĩ Bà La Môn: Chư tôn giả, tôi có nghe như sau. Trong khi bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận tại am thất bằng lá trong khu rừng, ác tà kiến như sau khởi lên: Chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn màu da trắng, giai cấp khác màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn là con chính thống Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Thưa dân tôn giả, nhưng chư tôn giả có biết mẹ sanh của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không với phi Bà La Môn? Thưa không vậy tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết mẹ sanh của họ cho đến bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không phải với phi Bà La Môn? Thưa không vậy tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi nữ Bà La Môn? Thưa không vậy tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ cho đến bảy đời tổ phụ của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi Bà La Môn? Không phải vậy tôn giả. Chư tôn giả,
chư tôn giả có biết nhập thai là như thế nào? Thưa tôn giả, chúng con biết nhập thai như thế này. Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải trong thời có thể thọ sanh, hương ấm phải hiện hữu. Ba sự như vậy có hòa hợp, nhập thai mới thành tựu. Chư tôn giả có biết hương ấm ấy là Khatiya, hay Bà La Môn, hay Vesa, hay Suda? Thưa tôn giả, chúng tôi không biết hương ấm ấy là Khatiya, hay Bà La Môn, hay Vesa, hay Suda. Chư tôn giả, sự tình là như vậy, chư tôn giả có biết chư tôn giả là ai không? Thưa tôn giả, sự tình là như vậy, chúng tôi không có biết chúng tôi là ai. Này Asalayana, bởi vì ẩn sĩ Bà La Môn ấy bị ẩn sĩ Asita Devala chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh chủng của họ, không có thể đứng đáp được. Làm sao nay ông bị ta chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh chủng của ông lại có thể ứng đáp được, khi ông cùng một đạo sư với họ và không có Buna, người biết sử dụng muỗng đổ sữa làm lễ tế tự? Khi được nói vậy, thanh niên Asalayana bạch Thế Tôn: Thật di diệu thai, tôn giả Gotama! Thật di diệu thai, tôn giả Gotama! Phong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng